bước lên thành 6-2. Hồng Kông rất nguy hiểm. Nguyễn Hồng Kông, Maria trên Sài Gòn, một pha đá bóng theo kiểu lườm rau bắp thịt, một cú đặt lòng trong chân. Ngay ở tình huống chơi bóng đầu tiên, Thái Sơn Bắc đã bị thủng lưới và tỷ số lúc này là 2-0. Đủ 5 người. Còi đã thổi. Hồng Kông lấy đà. Tỷ số là 2-1. Như vậy là đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Bảo Trung đã lội ngược dòng và dẫn lại Colorado. Cơ hội dành cho KDCCOC. Hữu Thắng, Hồng Kông. Tỷ số của trận đấu là 2-0. Một tình huống hợp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả của cao thủ KDCCOC. Xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-0 của KDCCOC. Toàn Đà Nẵng không còn giữ phi niệm. Không, và người đã có cú dứt điểm từ xa, đó là bất ngờ và táo bạo của Hồng Kông. Đây là tình huống mà Hồng Kông đã có một pha dứt điểm bóng sống. Hồng Kông không có một cơ hội, là 4-0. Rất bình tĩnh. Tỷ số của trận đấu là 1-0. Mặc dù ở trong phóng vừa rồi Hồng Kông đã bị trượt chân, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này vẫn đánh bại được Đoàn Minh Quang để giúp cho KDC họ đã thể hiện. Hãy cùng xem lại bóng này. Lại là một tình huống bị trượt chân nữa. Nhưng rất may mắn cho Hồng Kông cũng như là... Và bây giờ thì Sài Gòn đã dẫn trước 2-0. Và tỷ số được nâng lên thành 3-0. Đá đầy vóc của Nguyễn Hồng Kông. Một tình huống phản công rất nhanh của cầu thủ Sài Gòn.